Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ Seformi Group Tiếp tục uh, giới thiệu cho các bạn về những dự án Aerop Về trend Defin rất là tiềm năng Và hứa hẹn nó sẽ bùng, bùng nổ trong tương lai rất là mạnh nhé Dự án mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là dự án Graden Network Thì đây là một cái dự án được Solana chính thức chia sẻ Ở trên trang Twitter nha các bạn Và đối tác của cái dự án này cũng rất là khủng. À, bao gồm có ở đây các bạn có thể xem ở trên trang chủ của nó này, garden.network thì chúng ta sẽ thấy là backer bởi Manticoi Capital, Sen Pantera thì đều là những cái tên rất là nổi bật nhé các bạn. Và ngoài ra thì cách tham gia cái dự án này cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần treo máy giống như những cái dự án uh, Grab hay là dự án uh, mới đây mà chúng ta đã làm đó là dự án nốt thì các bạn có thể kết hợp những cái dự án này lại với nhau treo một lần luôn ở trên máy tính của chúng ta đều được nhé các bạn có thể bật lên để treo thì mình hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nhé đầu tiên thì các bạn sẽ đăng ký theo cái đường link này nhá các bạn mở đường link lên chúng ta sẽ tiến hành tạo tài khoản nhé các bạn sau đó thì các bạn nhấn vào confirm để sinh up, các bạn nhấn get boss, chúng ta sẽ tạo mật khẩu, các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản của nó và các bạn nhấn vào nút sinh up cho mình nha. ok, chúng ta sẽ uh, check cái email để lấy cái mã code và điền vào đây. Đây, thì nó đã gửi mã code về đây các bạn này. Các bạn uh, copy cái mã code này, sau đó điền vào. Và các bạn nhấn vào nút verify để xác nhận cái email của chúng ta và các bạn ấn vào phần open dashboard. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu chúng ta kết nối với Twitter này, các bạn nhấn connect. Để có thể kết nối với tài khoản Twitter của chúng ta nhé các bạn. Các bạn nhấn authorize app tức là cấp quyền cho nó. Sau đó thì các bạn sẽ follow cái trang tweet của nó. Các bạn nhấn vào nút follow và chúng ta sẽ tiến hành áp cái uh, tiện ích của nó lên Chrome của chúng ta để cho nó chạy. Thì nó tương tự giống như kèo Grad hay là kèo Notepad các bạn ạ, nó sẽ add cái tiện ích ở đây này. Các bạn nhấn vào. Ở đây thì nó đã có sẵn tiện ích ở trên cửa hàng Chrome trực tuyến các bạn nhấn thêm vào, các bạn nhấn thêm tiện ích và chúng ta sẽ chờ cho nó cài đặt nha các bạn. Ok thì sau khi mà các bạn đã cài đặt thành công rồi thì chúng ta sẽ mở cái tiện ích của nó lên, đây này, tìm đến cái phần Garden này, các bạn mở ra, thì đây chỉ là cái tiện ích của nó nhé các bạn, đó. thì khi mà bạn truy cập ấy thì các bạn sẽ à, nhận được cái điểm poi trước hết là chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ là get một nghìn kinh nghiệm này đây này hiện tại thì nó vẫn đang vẫn đang pending có khả năng là chúng ta sẽ phải chờ thôi ở đây thì nó sẽ có những cái mục kiếm thêm cái điểm Kinh nghiệm nữa để có thể là tăng các bạn kết nối vào này và ngoài ra thì có cái phần ra này này ra đấy thì các bạn sẽ copy cái đường link đây này copy cái mã code này này yêu cầu bạn bè cũng như là những người đăng ký khác nhập vào thì các bạn sẽ nhận được thêm cái điểm poi và phần thưởng hoa hồng từ cái poi mà bạn bè của bạn kiếm được Ở đây thì chúng ta chỉ cần đến những bước như thế này thôi Và các bạn chờ đợi cho nó tổng hợp điểm Các bạn có thể hoàn toàn tắt bỏ những cái tab này đi Và để cho nó chạy cái tiện ích ở trên trình duyệt của chúng ta Thì khi các bạn lướt web càng nhiều thì cái điểm point của các bạn được cộng càng nhiều Ngoài ra thì nó có một cái mục nữa đây này Các bạn sẽ cần phải connect với Discord nha các bạn Các bạn click vào Các bạn click vào phần Discord để có thể kết nối với tài khoản Discord của chúng ta. Thì khi mà các bạn kết nối với tài khoản Discord ấy. Thì các bạn sẽ được cộng thêm điểm nhé. Cộng thêm cái point đấy Thì anh em nhớ kết nối vào. Ở đây thì nó sẽ có thứ hạng này. Thứ hạng là khi các bạn lên những cái thứ hạng cao hơn ấy. Thì tốc độ mà các bạn nhận được cái điểm. Cái phần trăm nhiều hơn nha các bạn lên tới diamond tức là kim cương thì các bạn được 10 phần trăm bot tức là là tăng cái tốc độ của chúng ta lên đấy giới thiệu được 10 bạn bè các bạn được cộng thêm 5 5.000 kinh nghiệm này tham gia vào team player mình sẽ dịch ra cho các bạn nhé người chơi đảm bảo đảm bảo lượt người chơi đủ điều kiện của các bạn nhận được thêm 2.000 kết nối tài khoản x nhận được thêm 1.000 hoạt động 7 ngày nhận thêm 1.000 thì đây thì nó sẽ có những cái thành tựu tức là có những cái tác nhiệm vụ để các bạn hoàn thành đó thì mỗi một cái nhiệm vụ thì nó sẽ có những cái điểm cộng riêng đây này 12 giờ Mỗi ngày các bạn sẽ được 1.000 kinh nghiệm nữa Nhận 500 tab lần đầu tiên Nhận được 500 tab lần đầu tiên các bạn 1.000 kinh nghiệm này Đó, thì ở đây nó có những nhiệm vụ để các bạn có thể hoàn thành Và kiếm được thêm cái điểm điểm kinh nghiệm Và càng nhiều điểm kinh nghiệm ấy Thì cái thứ hạn, cái ranh của bạn càng cao Và ranh của bạn càng cao thì các bạn sẽ có thể là kiếm được thêm cái điểm poi khi các bạn lướt web đó thì đấy là cái cách để chúng ta có thể là tham gia vào cái dự án Graden Network này nhá. thì anh em nhớ uh, hoàn thành các bước mà mình hướng dẫn cho các bạn để có thể là nhận được cái điểm và sau này thì chúng ta có thể quy đổi uh, ra được token từ một cái dự án rất là tiềm năng như thế này. thì anh em có thể là uh, tham gia nhá. Anh em mình sẽ đặt đường link hướng dẫn ở phần mô tả thì các bạn. Ờ, chỉ cần roi vào thôi là các bạn có thể làm Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.